Đổi đời nhờ gạo nếp gạo tẻ, Út Minh tặng chồng nhà bạc tỷ ăn sang du lịch khắp chốn. Nổi tiếng sau vai Út Minh trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, diễn viên Phương Hằng mua được nhà sang du lịch nước ngoài như cơm bữa. Là một diễn viên có thực lực, vào nghề đã lâu, nhưng đến khi đảm nhận vai con út của ông Vương bà Mai trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, Phương Hằng mới được công chúng nhớ mặt nhớ tên. Trái ngược chị Cả Hương chịu thương chịu khó hay chị Hai Hưng, chị biết coi trọng vật chất. Nhân vật Út Minh chiếm trọn tình cảm khán giả bởi vẻ ngoài ngố tàu hậu đậu, nhưng luôn hết lòng vì người thân và yêu thương gia đình. Cũng nhờ vai diễn này, Phương Hằng có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp cuộc sống. Được nhiều người biết đến, độ phủ sóng tên tuổi lan rộng, người đẹp sinh năm 1989, dễ dàng thu về nhiều hợp đồng quảng cáo và cát xê béo bở. Sau vài năm tích góp từ thù lao đóng phim, Phương Hằng vừa khiến người hâm mộ trầm trồ khi quyết định chơi lớn, mua hẳn một căn hộ chung cư làm quà tặng sinh nhật ông xã anh Tâm. Tổ ấm mới của vợ chồng Út Minh tọa lạc trong khu chung cư hạng sang quy tụ nhiều sao Việt tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Quà sinh nhật năm nay đủ hoành tráng vừa lòng chồng chưa? Vợ giấu quỷ đen được nhiêu dồn hết vào quà sinh nhật rồi đó. Sinh nhật vợ chồng nhớ tặng quà ngang ngửa nha, nữ diễn viên hài hước viết. Ấp ủ kế hoạch mua nhà từ mấy năm trước, song phải đến khi nguồn thu nhập ổn định, vợ chồng Phương Hằng mới chính thức trở thành chủ nhân của căn hộ chung cư trị giá tới 2 tỷ đồng. Ngày một vui vẻ hơn về tài chính, Út Minh và ông xã cũng chú ý chăm lo đời sống vật chất và tinh thần. Cứ thời gian rảnh, cả hai sẽ đi du lịch để hâm nóng tình cảm, khám phá những danh lam thắng cảnh trên thế giới. Suốt từ mùa hè năm ngoái, Phương Hằng và anh Tâm đã có mặt tại Nhật Bản tham quan núi Phú Sĩ, dạo phố ở Tokyo. Cặp đôi cũng tranh thủ sang Hàn Quốc thăm cây cầu móc khóa tình yêu, hoặc đi trượt tuyết cực vui vẻ. Vợ chồng nữ diễn viên được khen đẹp đôi khi diện trang phục truyền thống của xứ sở Kim Chi. Cách đây ít lâu, Phương Hằng và ông xã đã kịp đến Thái Lan đón Tết Dương. Người đẹp hào hứng thăm thú bảo tàng tượng sáp ở Bangkok. Hai vợ chồng cô nàng còn thường xuyên dùng bữa tại nhà hàng hạng sang ăn nhiều món ngon đắt đỏ. Cuộc sống ổn định sung túc gần đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực làm việc chăm chỉ của Phương Hằng và anh Tâm suốt thời gian qua. Cộng đồng mạng phẫn nộ công kích Lâm Vinh Hải, nhảy giỏi lắm nên nhảy hộ ra khỏi hành tinh này. Cư dân mạng bức xúc chỉ trích ném đá công kích đến Lâm Vinh Hải. Không chỉ họ còn đứng về phía Lý Phương Châu trong cuộc hậu chiến. Sau phần phản pháo của vợ cũ Lý Phương Châu, nam vũ công Lâm Vinh Hải bị chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng trên trang cá nhân. Sau thời gian dài trôi vào quên lãng, thì những ồn ào mang tên Linh Chi và Lâm Vinh Hải và vợ cũ Lý Phương Châu lại tiếp tục được khơi dậy. Nguồn cơn của drama này bắt đầu từ một bài phỏng vấn của Lâm Vinh Hải với truyền thông trong buổi ra mắt bộ phim mới, khi thừa nhận không được gặp con từ năm 2018 đến nay và không được trợ cấp tiền cho con. Bị lôi vào câu chuyện của chồng cũ, Lý Phương Châu đã tung toàn bộ chứng cứ tố Lâm Vinh Hải bị chuyện, kỳ bò từng đồng cho con. Sau khi Lý Phương Châu lên tiếng thách thức nam vũ công, nếu cô nói sai gì thì cứ làm đơn ra tòa, không chỉ sau việc về phe động viên ủng hộ mà cư dân mạng không ngừng ném đá Lâm Vinh Hải không đáng mặt đàn ông. Nghe nói Hải nhảy hay, nhảy giỏi lắm, Hải nhảy hộ ra khỏi hành tinh này cái, thằng đó bị nhiễm độc nấm silicon thì phải, hèn hết nói nổi. Cộng đồng mạng có thể mạnh mẽ như bên hàng tẩy chay là tẩy đến cùng. Nhắc tới Lâm Vinh Hải tham gia show hay phim nào dù có chung với idol thì cũng dẹp hết. Hai người đó suy nghĩ giống ôn gì thế, trơ trẹn đến mức độ khó tin. Làm mất mặt đàn ông, rồi con Linh Chi này cũng bị thằng này đối xử, y như vợ cũ nó thôi. Lên mạng xã hội kể lể cho mọi người xem, kể cả con giáp thứ 13kg luôn, mà chẳng có cái bằng chứng nào buộc tội người ta. Còn người ta chẳng thèm buộc tội ai hết mà có cả đống chứng cứ phản bác lại. Làm người thất bại quá nhỉ, ăn cú này đâu dữ, định bia cho nổi à. Không ngờ mọi người đòi tẩy chay luôn kìa, cái loại người này mà cũng mời đi đóng phim thì không hiểu nổi. Nhiên nổi tiếng cái bỏ vợ cũ cưới vợ mới, nản nhất cái vụ chu cấp tiền cho con mà cũng trả giá, ớn thiệt. Không tội ai chỉ tội mọi đứa bé, lớn lên nó biết có người cha người mẹ vậy. Làm gì cũng làm chuyện người lớn, đừng lôi trẻ con như vậy chứ. Nó còn tương lai của nó, tinh thần của con bé. Nhắm đẻ ra nuôi dạy nó được thì đừng để bị ảnh hưởng từ ba má nó. Cư dân mạng vào thẳng trang cá nhân để chỉ trích chuyện Lâm Vinh Hải không chu cấp cho con. Tất cả đều là những chỉ trích nặng lời, nhằm vào việc anh có tiền đi ăn nhà hàng, du lịch nước ngoài, mua quà xa xỉ tặng người tình mới, nhưng chu cấp cho con thì cò kè trả giá.
Lý Phương Châu mong Lâm Vinh Hải, Linh Chi đừng phá cuộc sống của hai mẹ con, đừng làm hư con trẻ nữa. Hiện tại Lâm Vinh Hải vẫn chưa lên tiếng về việc bị vợ cũ vạch mặt. Nhưng scandal này ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh và bộ phim về tình mẫu tử mà anh đang tham gia sắp ra mắt. Mới đầu năm, đại nhân đã gặp hạn nặng về sức khỏe, bị liệt nửa người bên trái và méo miệng. Vốn là một chàng trai khỏe mạnh và năng động, cách đây không lâu đại nhân bất ngờ đăng tải hình ảnh bản thân đang nhập viện sau một cơn tai biến, khiến công chúng lẫn đồng nghiệp không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ đại nhân vừa chia sẻ thông tin về tình hình sức khỏe, khiến bạn bè người hâm mộ vô cùng lo lắng, anh viết. Nhưng vừa bị tai biến tắc mạch máu não ở động mạch chính. Lúc nhập viện vào cấp cứu thì gần như bị liệt nửa người bên trái và méo miệng. Hiện tại sau khi điều trị và nằm viện 2 ngày nhưng đã đỡ hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chăm sóc Nhân mấy ngày nay. Mọi người lưu ý, khi gặp các triệu chứng mới ngủ dậy tay chân không cử động được, mặt bị cứng đơ thì mau nhập viện liền. Tai biến độ tuổi nào cũng có thể bị, nếu phát hiện sớm phải điều trị ngay càng nhanh càng tốt. Mới đầu năm, đại nhân đã gặp phải hạn khá nặng về sức khỏe, khiến nam ca sĩ bị tai biến, thậm chí gần như liệt nửa người, trái và méo miệng. Ngay sau khi chia sẻ bài viết, nhiều nghệ sĩ trong showbiz như Hải Băng, Trung Quân, Quang Đăng, Huỳnh Lập nhanh chóng gửi lời hỏi thăm đến giọng ca một lần buông tay. Trước đó, đại nhân nổi tiếng là một trong những sao nam của VBIC, sở hữu thân hình săn chắc và cường tráng nhờ chăm chỉ luyện tập thể thao. Anh cũng tạo được nhiều dấu ấn trong chương trình truyền hình thực tế tham gia Trong Quân Ngũ nhờ thể lực khỏe mạnh và khả năng nhạy bén. Chính vì vậy, khi hay tin đại nhân lâm bệnh ngay đầu năm khiến không ít người bị sốc. Dù bị tai biến và suýt gặp những biến chứng khá nghiêm trọng, nhưng đại nhân khá lạc quan và thường xuyên đăng tải những hình ảnh mới nhất về tình hình sức khỏe của bản thân. Đặc biệt mới đây nhất, sau khi sức khỏe đã khá hơn, nam ca sĩ đã dành một bài viết khá dài để chia sẻ với mọi người về bệnh tình cũng như những lời cảnh báo cho giới trẻ. Qua hình ảnh mới nhất, người hâm mộ lẫn đồng nghiệp có thể thở phào vì hiện tại đại nhân đã khá khỏe mạnh. Nam ca sĩ cười mỉm tạo dáng dù tay vẫn còn nhiều ống truyền. Đại nhân vốn là nam ca sĩ, cũng yêu thích tập luyện thể thao để rèn luyện sức khỏe. Chính vì vậy, khi hay tin nam ca sĩ bất ngờ nhập viện vì tai biến, khiến không ít người bàng hoàng. Theo những gì nam ca sĩ chia sẻ sau cơn nguy kịch, từ trước đó đại nhân hay bị nhức một bên đầu, cứ nghĩ là nhức đầu bình thường nên cũng không để tâm lắm. Đặc biệt khi hoạt động mạnh, anh lại bị khó thở vì một lần nữa chủ quan, nghĩ mình bị xoang nên không đi khám. Chỉ tới hôm nhập viện vì tai biến, trước đó anh chỉ đơn thuần nghĩ bị đau đầu rồi đi nghỉ. Khi gia đình phát hiện đã bị méo mặt, tay chân bên trái hoàn toàn liệt và được kết luận bị tắc nghẽn mạch máu não, sức khỏe nguy kịch. Tuy nhiên nhờ may mắn là một người thường xuyên rèn luyện thể thao và uống khoa học, nên khi được điều trị tích cực, đại nhân đã nhanh chóng hồi phục. Chỉ cần theo dõi thêm một thời gian để hoàn toàn sức khỏe ổn định. Qua câu chuyện của bản thân, đại nhân cũng có lời khuyên dành cho mọi người, nhất là những ai có các triệu chứng như hay bị nhức một bên đầu, khó thở hay thở không sâu, cảm thấy bị thiếu oxy, thì hãy vào bệnh viện khám càng sớm càng tốt. Bởi theo nam ca sĩ, bị bệnh là chuyện bình thường, có những bệnh ai cũng có thể bị, và bị bất cứ độ tuổi nào, nhưng khác nhau ở chỗ là phát hiện và điều trị sớm hay muộn. Bên cạnh đó, việc có thói quen ăn uống và chế độ luyện tập có lợi cho sức khỏe mỗi ngày cũng rất quan trọng. Nó sẽ là chìa khóa giúp chúng ta vượt qua giai đoạn nguy hiểm khi bị bệnh. Thế mới thấy bệnh tật không chừa một ai. Vì vậy chúng ta hãy thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ, chăm rèn luyện thể thao để cải thiện thể lực nhé. Cùng chúc nam ca sĩ đại nhân sẽ sớm hồi phục và khỏe mạnh. Lý Phương Châu tung loạt bằng chứng vạch mặt Lâm Vinh Hải bị chuyện, mặc cả tiền chu cấp cho con. Những chia sẻ của chồng cũ Lâm Vinh Hải khiến Lý Phương Châu quá bức xúc, đã tung loạt bằng chứng tin nhắn vạch mặt anh khi bị chuyện không đúng sự thật. Đã nhiều lần im lặng, Lý Phương Châu đã tung loạt tin nhắn tố Lâm Vinh Hải bị chuyện không đúng sự thật. Chuyện ly hôn của Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu hơn 2 năm vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt vì những ồn ào. Vào ngày 21 tháng 2, Lâm Vinh Hải xuất hiện tại một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh và cho biết suốt một năm qua anh chưa có dịp gặp lại con gái. Tết vừa rồi tôi không được gặp con gái. Tôi có ngỏ lời xin vợ nhưng không cho là không cho, cưỡng cầu cũng không được gì, đã 2 năm qua con gái không được ăn Tết cùng tôi và gia đình bên nội. Trốn đến trường thăm con thì chưa, nhưng tôi có tạt ngang cổng để nhìn con, tôi thấy bà ngoại đang đợi cháu và tôi lặng lẽ đi, Lâm Vinh Hải nói. Nam Vũ Công còn khẳng định anh không được vợ cũ tạo điều kiện để chu cấp đối với con gái.
Quá nhiều lần im lặng và không quan tâm về Lâm Vinh Hải 3 năm nay, nhưng lần này đã vượt qua sự chịu đựng của Lý Phương Châu khi thấy chồng cũ bị đặt không đúng sự thật. Tối 22 tháng 2, trên trang cá nhân, cô đã vạch trần sự thật tung loạt tin nhắn cũng như chuyện không cho gặp con và chuyện không cho trợ cấp tiền con. Lý Phương Châu viết, gửi Hải, em đã lock Facebook anh, nhưng em chắc chắn anh sẽ đọc được status này. Vì việc trợ cấp, em có vài lời gửi đến anh. Chúng ta là người lớn rồi, anh là ba của một đứa bé. Việc trợ cấp em nuôi con là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh. Anh phải tự biết và tự ý thức, chứ không phải lên báo nói rằng chúng ta có thời gian căng thẳng. Nên anh không trợ cấp hay em không cho anh số tài khoản nên anh không trợ cấp được. Anh không phải trẻ dưới tuổi vị thành niên anh nhé, anh 30 tuổi rồi. Từng lời anh trả giá mặc cả số tiền trợ cấp 5 triệu một tháng còn 3 triệu một tháng, chắc anh vẫn nhớ chứ. Anh cho con anh mà anh trả giá từng đồng. Anh nói với em, gia đình khó khăn, anh có gánh nặng gia đình, em tin anh, không đòi con một lời. Khi anh nói giảm tiền trợ cấp, quay lưng, anh đi du lịch nước ngoài tặng những kim cương nhà tiền tỷ, em cũng không nói gì anh. Tiền anh mà, anh muốn làm gì anh làm. Từ sau khi ly hôn, có tháng Lâm Vinh Hải gửi tiền, có tháng không gửi tiền cho con. Vì quá mệt mỏi nên cô đã quyết định không nhận trợ cấp nữa. Đến tháng 8/2018, Nam Vũ Công tiếp tục nhắn tin muốn trợ cấp cho con, nhưng Lý Phương Châu từ chối. Lý Phương Châu tố Lâm Vinh Hải ki bo với con, nhưng tặng tình mới Linh Chi quà đắt tiền và giá trị. Lý Phương Châu tung những tin nhắn cho thấy Lâm Vinh Hải thiếu quan tâm bé Kỳ Kỳ. Không chỉ vậy, nhiều lần Nam Vũ Công và tình mới còn dạy Kỳ Kỳ nói dối, khiến Lý Phương Châu bức xúc. Và loạt tin nhắn khi Lý Phương Châu hỏi tiền trợ cấp, Nam Vũ Công dường như im lặng không trả lời. Người hâm mộ hy vọng, dù cả hai đường ai nấy đi, nhưng Lâm Vinh Hải cũng phải làm tròn trách nhiệm của người cha với con gái Lý Phương Châu.